Đây là con camera HC23 của Viettel và hôm nay sẽ hướng dẫn để anh em có thể cài đặt cái con HC23 này. Cái độ phân giải cao nhất của nó là 1080p, đàm thoại hai chiều này, chuyển động, cảnh báo chuyển động này, màu hồng ngoại ban đêm này, điều khiển từ xa này, sử dụng wifi 2.4 này, xoay 360 này, với lại đây là lưu trữ đám mây. Xem mở cái cam này ra nhé. Cái con này ban đầu cài đặt thì nó cũng hơi khó, anh em phải dùng đúng phần mềm của nó nhé. Từ từ nó bóc lại. Lúc nãy quên cầm cái để bóc. Đấy, tháo ra đây. Có một cái que để chọc reset cam này. Có cái hướng dẫn sử dụng ở bên trong này. Và đây là cái cam này. Ở trong này thì nó có, sẽ có cái nguồn, nguồn của cam, dây nguồn. Dây nguồn này khá là dài nhá, có cái đế, chân đế này. Đây thực hiện cắm nguồn điện. Khi mà cắm nguồn xong thì anh em ở trên điện thoại anh em sử dụng cái phần mềm vào hệ thống năng khởi động. CH Play tải phần mềm Viettel Home. Bắt đầu kết nối nhanh. Viettel Home này. Bắt đầu kết nối nhanh. Đây, anh em tải phần mềm này về. Đây Viettel Home đây này. Ở CH Play hoặc là App Store nhé, anh em tải từ Viettel Home về. Bắt đầu kết nối nhanh. Bước đầu tiên thì anh em cứ reset lại cho nó chắc ăn nhé. Anh em bấm dùng cái que này, anh em chọc vào cái phím reset ở trên. Anh em lật ngược cái cam này lên, mắt nó có cái phím ghi là reset đây. Em giữ có độ tầm 10 giây. Nhanh. Khôi phục cài đặt gốc, không tắt nguồn điện. Khi nào mà nó báo như vậy thì anh em sẽ, sau khi mà đã tải xong cái Viettel Home, anh em mở nhá. Chúng ta sẽ kết nối đến Wi-Fi. Hệ thống năng khởi động. Kết nối đến Wi-Fi, anh em bật cả cái định vị này lên này, cái vị trí này lên này. Bắt đầu kết nối nhanh. Đây, bơm bơm này. Đây là cái tên Wi-Fi của nhà mình. Khi mà nghe đấy, tiếng cái kết nối nhanh thì anh em vào về Home này. À, Viettel Home, cứ hay nhầm. Bấm dấu cộng ở trên cùng. Anh em chọn camera Viettel HC23 này. Thêm bằng kết nối Wi-Fi. Bước 1 này, anh em đọc cái hướng dẫn này, đảm bảo thiết bị đặt kết nối nguồn. Chúng ta đặt kết nối nguồn nhá. Nếu bạn nghe bắt đầu kết nối nhanh hoặc đang chờ kết nối từ camera, chọn tiếp. Anh em bấm tiếp. Bắt đầu kết nối. Ở đây nhanh. Thì anh em nhập cái mật khẩu của Wi-Fi vào. Ở đây Wi-Fi này không có mật khẩu nên mình sẽ bấm tiếp này. Đây, hướng cái mã QR đây, sẽ để gần lại nhé. Hướng mã QR của điện thoại vào ống kính của camera. Anh em phải đọc này. Bắt đầu kết nối nhanh. Hướng mã QR của điện thoại vào ống kính của camera, giữ khoảng cách 25-30cm giữa camera và điện thoại. Sau khi bạn nghe nhớ đang kết nối, bạn có thể bỏ điện thoại ra.
trừ cho camera kết nối wifi thành công, bấm tiếp này. Đây nó hiện cái mã QR đây, anh em để cho nó gần lại. Bắt đầu kết nối nhanh. Bắt đầu kết nối nhanh. Đấy, nghe thêm tiếng tít một cái là sẽ được. Kết nối mạng thành công, vui lòng cài mật khẩu đăng nhập. Đấy, thêm thiết bị thành công. Đặt lại mật khẩu của thiết bị thì anh em đặt như nào cũng được, miễn là nó cứ chữ hoa, chữ thường và số. Yên Thụy này. Đặt còng 1, 2, 3. Yên Thụy. Đặt còng 1, 2, 3. Bấm tiếp này. Đặt mật khẩu thiết bị thành công. Ở đây cái tên tên cam mình đặt như nào cũng được. Phòng khách này. Xong. Đấy. Cam này. Xong. Đâu nhỉ? Đây đây. Phòng khách đây nhé. Đấy. Đấy. Anh em muốn lật ảnh vào cài đặt nhé. Lật ảnh này. Đổi mật khẩu mã hóa này. Đấy, như vậy xong. Cài cũng khá là đơn giản thôi. Theo dõi chuyển động này. Anh em muốn chia sẻ thì kích vào đây. Tính năng này. Chia sẻ thiết bị này. Đây anh em nhập cái số điện thoại vào. Tiếp. 0965543828. Bấm tiếp này. Số này không đúng. Chứ chỉ có độ người bảo nếu có độ.